Vespa Osaka SV Limited bản giới hạn vừa mới về đại lý, đầy đủ các màu, tổng cộng có 15 màu về đại lý. Vespa Osaka SV Limited bản giới hạn model 2023, đầy đủ 17 màu vừa về đại lý. Về 17 màu cực đẹp luôn. Xe điện Vespa Osaka SV Limited bản giới hạn model 2023 vừa về đại lý, gồm 17 màu sắc. Vespa Osaka SV Limited bản giới hạn model 2023 vừa về đại lý với 17 màu sắc. Cực đẹp. Quý khách tha hồ chọn model mới nhất của SV Osaka vừa về đại lý bản giới hạn 17 màu. Quá đẹp, xe đẹp nét.